Hoàng hậu của hai triều đại, Dương Vân Nga. Đại Thắng Minh Hoàng hậu, giả sử xưng gọi là Dương Vân Nga, là phụ nữ duy nhất của nước Việt trở thành hoàng hậu của hai triều đại phong kiến khác nhau. Từ năm 968 đến 979, bà là hoàng hậu của nhà Đinh. Từ năm 980, bà là hoàng hậu của nhà Tiền Lê. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê. Khi người con trai của bà là Đinh Toàn lên kế vị, vì còn nhỏ tuổi nên bà trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính. Trong tình thế khó khăn của hoàng vị con trai mình, bà đã chủ động nhường hoàng vị cho phó vương thập đạo tướng quân Lê Hoàn, trở thành Minh Cản Quảng Hiếu hoàng đế, lập ra nhà Tiền Lê. Sau khi đoạt được hoàng vị, Lê Đế lập Dương Thị là một trong các hoàng hậu của ông, tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Hiện nay, trong các đền thờ, tên đường và các tác phẩm văn học nghệ thuật, người Việt gọi bà là Thái hậu Dương Vân Nga.